Tại sao Thanh Xuân có bạn hai vẫn cứ hot mặc cho điểm số đa bần cực thấp, vướng nhiều lùm xùm kể từ khi lên sóng tập đầu tiên? Thanh Xuân có bạn hai vô cùng ê chề khi nhận về điểm số đa bần cực thấp chỉ 4,9, tuy nhiên độ hot của chương trình này quả thật không phải dạng vừa. Vừa qua, chương trình, được đông đảo khán giả mong đợi Thanh Xuân có bạn hai cuối cùng cũng lên sóng tập đầu tiên. Vào ngày 13 tháng 2, trái lại với sự kỳ vọng của khán giả từ lúc chưa phát sóng, Thanh Xuân có bạn hai hiện là một trong đề tài khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đặc biệt là lý do, tại sao chương trình này vẫn luôn giữ độ hot mặc dù điểm đã bần chỉ được đánh giá 4,9. Đầu tiên phải kể đến dàn host siêu đỉnh. Thái Từ Khôn, Lisa, Ella, Johnny Thái Từ Khôn là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Sở hữu ngoại hình sáng cùng những bước vũ đạo điêu luyện. Ngay từ khi tham gia, vào Idol Producer, anh chàng đã khiến khán giả trầm trồ với màn trào sân siêu ngầu của mình. Sau khi tham gia, vào thanh xuân có bạn hai, mọi khoảnh khắc của Thái từ khôn đều, được đông đảo khán giả chú ý, và nhiều lần bay thẳng lên top một hot search Weibo. Sự xuất hiện của thành viên Lisa Blackpink là một trong những điểm gây bất ngờ nhất từ lúc trương, trình còn chưa phát sóng. Sở hữu ngoại hình lai tây xinh đẹp cùng khả năng vũ đạo tuyệt vời được mệnh danh là cổ máy nhảy, không những vậy Lisa còn sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu, màn trào sân vô cùng ấn tượng của cô nàng trong tập vừa qua, đã khiến khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ, cặp đôi thái từ khôn Lisa còn thường xuyên, được người hâm mộ đẩy thuyền, vì cả hai thường xuyên có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương. Thái từ khôn cũng thường xuyên ga lăng giúp đỡ Lisa, thanh xuân có bạn hai còn sở hữu dàn thực tập sinh tai tiếng. Sự xuất hiện của Ngu Thư Hân, Thái Trác Nghi, Khổng Tuyết Nhi, Tần Ngưu Chính Uy không chỉ mang đến làn gió mới cho chương trình mà các cô nàng này còn mang đến cho khán giả nhiều quả phốt khiến cư dân mạng hú hồn và thường xuyên đem ra bàn tán xôn xao ngu thư hân là một trong những cái tên nổi đình đám trong những ngày vừa qua cô nàng còn được xem là cây hút view cho chương trình netizen cho rằng ngu thư hân diễn quá lố giả tạo bên cạnh đó cách nói chuyện óc rẹo điệu đà thái độ dỗi hờn với huấn luyện viên cũng khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu bạn gái tin đồn của Ngô Diệc Phàm Tần Ngưu Chính Uy là một trong những thực tập sinh bị ném đá nhiều, nhất từ khi tuyên bố, sẽ đăng ký tham gia, vào thanh xuân có bạn hai, từng tuyên bố, sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào, và cũng không có ý định bước chân, vào showbiz, tuy nhiên cô nàng lại, khiến khán giả hú hồn khi tuyên bố, sẽ tham gia, vào thanh xuân có bạn hai, với sự xuất hiện siêu mờ nhạt ở tập đầu tiên khi chỉ có. Vài phân cảnh lướt qua, Tần Ngưu Chính Uy dường như bị vô hình, trong tập phát sóng này, tuy nhiên ngay sau đó cô nàng lại ra chiêu gây sự chú ý khi công ty quản lý của Tần Ngưu Chính Uy thông báo nick Weibo của cô nàng đã bị hack mất. Ngay lập tức hay stick Tần Ngưu Chính Uy mất nick bay thẳng lên hot search của Weibo và nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Những cây hút view nổi đình đám chẳng kém hai cô nàng trên chính là Thái Trác Nghi và Khổng Tiết Nhi. Thái Trác Nghi là thực tập sinh duy nhất đã trải qua một đời chồng. Đây là nguyên nhân cô nàng thường xuyên bị bàn tán, nhiều khán giả bình luận, có chồng rồi, mà còn tham gia chương trình debut idol, cô có hiểu từ idol nghĩa là gì không hả, đời tư không trong sạch mà còn muốn làm idol. Tối qua, Khổng Tuyết Nhi, được xếp, vào lớp A, đã gây ra sự tranh cãi lớn, đồng thời quá khứ bắt cá hai tay, vô ơn với công ty quản lý cũng, được đào lại, khiến cư dân mạng hú hồn nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại